Alo. Và đã quay trở lại với trận đi đấu thứ 3 anh em ơi, trận đấu thứ 3 trong một kèo đấu chạm nam. Và một thế rất lớn đến từ game thủ BB khi em đang có dẫn trước là 2 chạm rồi. Và đây cái map đấu mà cho Solido với Max C, một kèo đấu ta vẫn có thể xúc được. Và quân là vẫn có thể thắng trong map này. Mặc dù nếu như xét thì còn Max C nó vẫn sẽ là một cái quân tuyển hơn với cho Son, nhưng mà hỏi bạn là cần quân thân chém. Đang lên sớm và dâng thì chúng ta vẫn xúc được con Max. Cảm ơn anh cậu út nha, cảm ơn anh đã gửi tặng 15 sao. Xin chào 2006 anh em theo dõi trò đấu. Chào anh Dương Trọng Thắng nhá. Và xin chào 2500 anh em. Và xin chúc anh em một buổi tối xem kèo vui vẻ nhá. Là buổi tối vui vẻ bên cạnh những thần của mình. Đó 98 như là quê Thái Nguyên anh ạ. 98 như là quê Thái Nguyên. Chip Boy và Bi vẫn đang trung thành với cái mùa 2 và mùa 5 này. Tránh Phạm Tiến nhá. Hello, và quay trở lại map đấu đấy nhá. Đó, vừa đi chỉnh cái điều hòa cái. Đó, BB làm quả cái điều hòa 22 độ C ạ. Đó, hai anh em trong cái phòng kín làm quả 22 độ C chắc là tí đóng băng mất. Trên Z. Đó, cảm ơn anh Huy Nguyễn nhá. Cảm ơn anh đã gửi tặng 15 sao. Và chào tất cả anh em nhá. Kéo chiều ta thua 0-2 rồi. Đó, mình hy vọng hôm nay cầm mic ta sẽ làm một chiến thắng. Đó, hôm nay không có giải thách đấu ạ. Hôm qua thì Quýt và Thứ vừa thuộc Canan Hà Nội cũng vừa có một cái giải, cũng vừa xúc giải thách đấu trước chim sẻ của Thủ Mạnh Hào. Còn hình như là thông tin, hình như là thấy báo là BB và Thầu như gặp ở trong lượt cuối thế này. Đúng không? Lượt cuối đúng không? Lượt cuối anh ơi, BB Thầu sẽ gặp ở lượt cuối anh em nhá. Đâu phải nói thật sự là có lẽ là game thủ chim sẻ của thủ Mạnh Hào có lẽ sẽ ngán cái cặp bi thầu nhất cho Cờ Lan. Đó, vừa bình luận điều hòa cái này nghe rồi, hỏng điều hòa đã gọi ngay rồi, ok rồi. Đó, rất nhạy, rất hay. Đó, tránh Nguyễn Luân nhá, tránh Vũ Lâm. Đó, tránh Đức Thiện. Homus.
Và cho nhiều khi là ngồi đánh kèo và bình luận cũng toát mồ hôi anh em. Cũng toát mồ hôi luôn chứ. Vì phòng kín. Và thực sự là bình luận viên và game thủ cũng dùng khá nhiều cái sức lực của mình để có thể làm việc. Và cho nên cái điều toát mồ hôi và nóng là nó rất thường xuyên xảy ra. Mặc dù trong cái mùa đông lạnh như này. Bài L khá cao đến từ cái thủ BB. Và trận đấu này thì cái thủ Maxey là người lên sớm. Vâng, và đây là nhà cái thủ Maxey. Vâng, mới đẩy con giò qua thì cứ tưởng là nhà cái thủ chị Boy kín ở trong map này. Cứ tưởng nhà kín. Cái mặt 4-5 con sư tử. 4 sư tử. Kinh thế à rồi. Đây là con thứ 5. Ok, cảm ơn anh Hướng đã gửi tặng 100 sao nhá. Vâng, cảm ơn anh rất nhiều nhá. Đấy, không phải là Mạc anh ơi, cho tất cả anh em, cho anh Quang Thành nha, cho anh Đinh Thịnh. Rồi, như vậy là 3 giờ có cái hốc của game thủ người cầm Mạc C, một cái hốc có vàng. Một cái hốc có vàng và có vẻ như cái map đấu này thì mình nghĩ cái lượng thực sẽ không có quá đủ để cho game thủ người cầm Mạc C có thể chuyển A. Có là bên ngoài là bạn có cái cơ sở gì ăn hoang hay không? Bên này thì game thủ B đang là người xiên những con hươu này để có thể nó bị nó bay thực luôn. Ok, bên này con chén của bạn đang khoáng những con dân của mình. Một thế đấu mà chúng ta đang dùng con giò để có thể xiên hươu và hươu sẽ bị bay thực. Đây sẽ là một tình huống lọt cực kỳ quan trọng vào trong cái hốc của game thủ Chip Boy. Vâng, hay lắm ơi, có thể phải nghe không? Vâng, Chip đang rất thính ở trong tình huống này, một tình huống bỏ lỗi của game thủ Chip. Chip sẽ là người nằm rất nhiều dần. Vâng, tiếp tục một con chém nữa. Chúng ta lấy con chém công giáp và tờ này điều khéo để khả năng game thủ Chip Boy sẽ mất toàn bộ họ vẩy e kìa mây. Họ là người đang vẩy e. BB đang là người cố gắng để có thể đảo. Đang cố gắng để có thể cầu giờ và đánh kiểu chém móc. Chỉ mà con E di chuyển rất chậm và mình là những con chém có giáp. Nó có độ trì để có thể có thời gian phải dần. Rất thôn. Đang cố gắng chém vào dân của thủ người cầm màu nam. Rồi không sao, tuần này là một tình huống quá lợi thế rồi. Nhà mình đang nháy tứ tung em ơi. Rồi bên trên nhà mình cũng ngoáy tứ tung rồi. Bãi vàng. Thảo lai 12/36/36. Lần game thủ B cũng bị mất hết toàn bộ dân bên ngoài. Và vừa rồi thì bãi vàng đã bị bù. Rồi, hết. Tần ăn được 3 dân nữa. Có một đạo dân làm thực ăn hoang đâu nhỉ? Vẫn một đạo ăn hoang ấy, vẫn một đạo ăn hoang. Vẫn một đạo dân ăn hoang của game thủ màu nam vì khoanh gỗ chỉ có khoảng tầm 8-9 dân thôi. Hơn khoảng tầm 10 dân quanh gỗ và bãi vàng, tổng cộng hơn 10 dân. Và 3 dân tại cái khoanh ruộng cánh hoa đó, như vậy là vẫn đang có một đạo dân nữa để thể ăn hoa bên ngoài đến là game thủ người cầm một nam Chip Boy căng rồi. Họ vẫn có một đạo dân. Đây, đám dân này đây.